Dạ vâng, Vườn Lan Cao Linh. Xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 11 tháng 7 năm 2021, cũng tức là ngày mùng 2 tháng 5, tháng 6 âm lịch đầu tháng. Em kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị luôn sức khỏe dồi dào và đầy may mắn trong cái tháng mới này. Mặt hàng hôm nay em Linh lên chia sẻ cô chú anh chị gồm có là các dòng lô hội là Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là một trong những dòng lô hội đứng top đầu, đứng đầu luôn đấy. Ngọc Diệp nhé. Xong rồi dòng đỏ Huyết Long Ba Lưỡi. Huyết Long Ba Lưỡi thì nó đột biến cả hoa lẫn lá. Đấy, đột biến cả hai loại, cả hoa lẫn lá nhé. Có cả xanh Huế Láng này. Xanh Huế Láng rồi là Vị Hoàng Láng, Vàng Tây Ninh Láng, Thái số 4. Đó là một trong những tứ trụ của dòng lan kiếm Việt Nam, dòng Tiên Vũ đấy. Địa chỉ của vườn em thì ở xóm Chùa Thông. Hôm nay trời nắng nên là em cho mặt hàng này vừa về nên em quay video ở phía dưới đây. Thường thường thì em bán trên tầng 2 của giàn nhé. Địa chỉ là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vườn em có 3 số điện thoại của chú anh chị liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0358169999. Số thứ hai số 0977966151. Số thứ ba là số 0947977186. Cả 3 số đều dùng Zalo. Cô chú anh chị đặt hàng thì có thể liên hệ qua 3 số trên hoặc nhắn tin qua SMS, qua Zalo. Chúng em lắng nghe trả lời của chú anh chị nhé. Em đi vào các đơn hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Cái Ngọc Diệp này thì cô chú anh chị cũng đã biết mặt bông rồi. Chỉ cần đánh vào Google thôi là nó sẽ hiện lên là kiếm Ngọc Diệp. Bác ơi, đây em đánh cho cô chú anh chị xem nhé. Mặt bông Ngọc Diệp là mặt bông cực kỳ là đẹp. Thế mặt bông đây, mặt bông kiếm Ngọc Diệp đây nhá, bông đỉnh cao có dòng lô hội đấy, bông đỉnh cao nhá. Với cái đơn số 1 của Ngọc Diệp, nói chung các bác cũng đã biết về thị trường kiếm Ngọc Diệp rồi, em cũng không cần nói về thị trường và giá cả kiếm nữa. Em chỉ bán trong cái có 6 đơn thôi, bán trong cái này các bác sưu tầm. Đơn số 1 em chia sẻ là 3 triệu đồng cái đơn Ngọc Diệp số 1. Đơn này hết mắt của ngoài của chú anh chị lấy về làm giống nhá. Đơn số 1 Ngọc Diệp 3 triệu đồng. Sang cái đơn số 2 của Ngọc Diệp này. Đơn số 2 là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng Ngọc Diệp đơn số 2. Và cái đơn số 2 là 3.200.000. Đơn này là 5 lá này. Đơn kia còn 4 lá, đơn này 5 lá này. Ngọc Diệp đơn số 2 là 3.200.000 đồng. Sang đơn Ngọc Diệp đơn số 3 hết mắt ngủ ngoài các bác nhá. Đơn 2 cũng hết mắt ngủ ngoài, là khai thác mắt ngủ trong. Sang đơn Ngọc Diệp số 3 em cũng bán với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng các bác có Ngọc Diệp chưa rồi. Thị trường họ đang bán với giá là 8 triệu đến 10 triệu một thân Ngọc Diệp đấy. Sang Ngọc Diệp đơn số 4 5 triệu đồng đơn thân tơ tít này. Ngọc Diệp đơn số 4 nhá, thuộc dòng lô hội nhá, đứng đầu luôn nhá. Đỉnh điểm luôn đấy. Đơn số 4 Ngọc Diệp 5 triệu đồng là cái đơn số 4 Ngọc Diệp. Sang tiếp theo đơn Ngọc Diệp đơn số 5. Đơn số 5 đơn này hết mắt ngủ ngoài, đơn này 6 lá này. Đây là không phải đơn thân giả đâu. Đấy, còn là mắt này đang nứt trong cái lá này này. Đang mắt ngủ ngoài đang nứt trong cái lá này nhá. Có đơn số 5 4 triệu đồng. 4 triệu đồng đơn số 5 Ngọc Diệp. Sang cái đơn số 6 Ngọc Diệp đơn là 13 triệu đồng. Coi như là 3 thân này này. 13 triệu đồng. Như là 3 thân nhá. Đấy là tách hết lá rồi, 3 thân Ngọc Diệp đơn cuối cùng là 13 triệu. Sang đó là mặt hàng tiếp theo, mặt hàng vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh láng. Vàng Tây Ninh thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi là một trong những mặt bông rất đẹp, một trong những tứ trụ của dòng kiếm Tiên Vũ Việt Nam, mặt bông đẳng cấp luôn đấy, mặt bông vàng Tây Ninh đẳng cấp luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Với cái đơn hàng tách lẻ này này, đơn số 1 em chia sẻ là bán lá là 5 sen 2, xin lỗi, bán lá là 4 sen 2 chưa mở hết. Bán lá 4 sen 2 chưa mở hết nhá. Để nhận biết là cái dòng vàng Tây Ninh thì rất dễ, lá nó hay có kẻ sọc này. Đấy, cái đơn này 4 sen 2 một thân một măng lớn nhá. Một thân một măng lớn này. Đấy, đơn là 5 triệu đồng cho cái đơn vàng Tây Ninh láng đơn số 1. Vàng Tây Ninh láng đơn số 1 là 5 triệu. Sang đơn vàng Tây Ninh láng đơn số 2, đơn này 8 lá này. Đấy, 8 lá, hàng lá láng nhá. Đơn số 2 em chia sẻ là 4 triệu đồng, đơn này hết mắt ngủ ngoài rồi, cô chú anh chị về khai thác mắt ngủ từ cái lá này. 4 triệu đồng là cái vàng Tây Ninh láng đơn số 2, là vàng Tây Ninh láng. Tiếp theo là sang cái dòng kiếm ba lưỡi, Huyết Long ba lưỡi đấy.
Huyết long ba lưỡi nghĩa là đỏ đấy. Đây mặt bông của nó đây. Đấy, mặt bông của huyết long ba lưỡi đây cô chú chị nha. Thường thường thì kiếm nó chỉ có một lưỡi thôi. Đây là nó đột biến là đột biến thứ nhất là hoa màu đỏ đó. Đó là đột biến ạ. Thứ hai nữa là ba lưỡi. Đấy, ba lưỡi nhá. Rất đẹp luôn, mặt bông rất dị và đẹp. Đây là thị trường nó thật các bác là họ đang bán đây này. Trước họ mua đến 5 triệu một thân. 5 triệu một thân, bây giờ em mua cá lô này, này. Trước anh mua 5 triệu một thân này này. Bây giờ em mua cá lô của họ luôn nhá. Thị trường không có dòng này để bán luôn. Đố bắt tiền thấy nhà ai bán. Nếu mà bán họ chỉ bán dòng rêu hạt thôi. Dòng rêu hạt, vì sao họ rêu hạt? Họ chỉ, cái dòng này rêu hạt là họ chỉ rêu những dòng đẳng cấp nhất thôi. Như là Phan Chí, Xanh Huế, chứ vàng Tây Ninh, Vị Hoàng họ không rêu hạt. Đấy, bên Thái thì có đổ ba lưỡi rêu hạt này. Rồi là Thái số 1 rêu hạt này. Hoàng Long rêu hạt này. Đó là bên Thái nhá, đây nó chớp lá này. Kẻ lá nhá. Cả lá lẫn hoa. Đấy, nó đột biến cả lá lẫn hoa. Như là các cái thân già, cái này thì nó chưa ăn nắng. Nhà vườn họ trồng thì để nó dâm quá nên là nó không ăn nắng nên là không đạt 100%. Đấy, không đạt được 100% nên các bác về thí dụ cây mà ấm chậu rồi. Cây mà ok rồi các bác có thể cho ăn nắng thì cây sẽ đạt nhá. Đây này. Chậu nào cũng vậy nhá, chậu nào cũng kẻ hết nhá. Đấy, cái này thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Còn các cái thân già này thì nó kẻ mờ thôi. Thân già nó kẻ trong kẻ mờ thôi. Đấy, thân già thì nó kẻ mờ và em bảo hành kẻ cho các bác. Bảo hành sẽ lên thân con kẻ. Bảo hành chuẩn mặt hoa, bảo hành lên thân con kẻ. Rất chi là tuyệt vời rồi. Đơn số 1 của huyết long ba lưỡi này. Đơn này em chia sẻ với giá là 600.000 đồng. Đơn này hết mắt ngủ ngoài rồi, nó còn 9 lá cơ. 9 lá thì các bác thật sự là mình sẽ sưu tầm, sẽ khai thác cái dòng lô hộ này nó rẻ lắm. Đấy, mình khai thác thì cái lá từ cái lá này này. Đó, đơn số 1 600.000 đồng. Dòng lô hộ này trồng rất rẻ luôn. Thân lá nó bé, chiều cao nó chỉ tầm 30cm thôi. Đấy mà kẻ lá đây này, lá kẻ này. Đấy, và thân lá nó cũng tầm 1cm thôi. Đơn số 1 600, đơn số 2 có mắt ngủ ngoài nhá. Đơn số 2 có mắt ngủ ngoài này em chia sẻ với giá là 700.000 đồng này. 700.000 đồng đơn huyết long ba lưỡi đơn số 2 này, 700.000 đồng. Là huyết long ba lưỡi đơn số 2. Sang đơn huyết long ba lưỡi đơn số 3, đơn này thân già. Đấy, thân già các bác lấy về làm giống, đơn này em chia sẻ với giá là 300.000 đồng này. Đơn này hết mắt ngủ ngoài rồi. Chịu khó về chăm sóc của cái giống ba lưỡi này. Ba lưỡi rất dị và độc đấy. Đấy, đơn này 300.000 đồng. Sang đơn số 4 này, đơn số 4 có mắt ngủ ngoài cho các chú anh chị và sưu tầm nhá. Là cái dòng này lá nó bé thôi, thân lá nó thuộc dòng lô hội, thân lá nó bé. Đơn số 4 em chia sẻ với giá là 800.000 đồng, là đơn huyết long số 4, 800.000 đồng. Sang đơn huyết long đơn số 5, 600.000 đồng này. Đơn này hết mắt ngủ ngoài em bán với giá là 600.000 đồng cho các chú anh chị về làm giống nhá. Đấy, nó còn 9 lá, cũng 9 lá, 9 coi như là cửu đấy. Đơn số 5 là 600.000 đồng. Sang cái đơn số 6, đơn số 6 là một khóm 3 thân. Một khóm 3 thân này. Em bán với giá là 2 triệu đồng nhá. Ba đầu này, 2 triệu đồng. Tơ tít không nhá. Toàn thân tơ không đấy. Đấy, lá kẻ đây. Đấy, các chú chị nhìn lá kẻ đây. Đấy, những đơn thân tơ lá kẻ đây này. Đó, đơn này 2 triệu đồng này là đơn số 6 này. Sang đơn số 7 2 triệu 4. Như 800 cho một thân. Đấy, 800 một thân, đây là 3 thân. 3 thân là 2 triệu 4 của chú anh chị nhá. 2 triệu 4 đấy, là lá kẻ đây. Đây là khóm 3 thân. 2 triệu 4 là đơn số 7. Sang đơn số 8, 2 triệu. Đơn này 3 thân, 2 triệu, đơn số 8. Đó, là còn 3 đơn huyết long 3 lưỡi và 8 đơn huyết long 3 lưỡi. Đó là đơn cuối cùng là 2 triệu. Và một chậu này, một chậu này em sẽ bán với giá là 15 triệu đồng. Nó rơi vào tầm 20 thân gì đấy. Tiếp theo ra cái dòng xanh Huế lá láng này. Xanh Huế lá láng đây là đơn này em bán với giá 18 triệu đồng nhá. Chậu xanh Huế lá láng đây là nó các bác nhìn thấy tương lai luôn này. Đây là một thân mẹ, thân già đẻ ra hai măng lớn này rồi. Đấy, đẻ ra hai măng lớn nhá. Thân già đẻ ra hai măng lớn, đơn rất đẹp luôn nhá. Đơn này quá đẹp luôn. Đơn này em chia sẻ các bác cô chú anh chị với giá là 18 triệu đồng. Bây giờ các bác mà mua một cái thân xanh Huế già lá láng, thân xanh Huế già lá láng bây giờ cũng phải tầm 15 triệu. Đấy, về phải trồng. Bây giờ đây về em trồng đã trồng sẵn lên đây rồi này. Đấy, trồng đã trồng sẵn lên đây rồi. Là hai cái măng này tầm 10 sen rồi. Lên hai măng luôn, bán 18 triệu rất tương lai luôn. Nó có đơn xanh Huế lá láng nhá. Tiếp theo là cái ba cái thân vàng Tây Ninh láng, còn ba thân tơ tít này.
ba thân này em bán với giá là 11 triệu đồng này. Ba thân vàng Tây Ninh Láng 11 triệu đồng nhá. Đó, vàng Tây Ninh Láng 11 triệu đồng. Tiếp theo là vị Hoàng Láng này. Vị Hoàng Láng còn một đơn, đơn này thì nó bị lỗi cái lá này này. Bị lỗi cái lá này, bị em đã cắt cái lá này rồi. Khô đét rồi, không ảnh hưởng tới cây đấy gì cả. Bị lỗi một chút đây nữa này. Đây là hai cái vết lỗi đấy. Đơn này thì lá tầm hơn 3 cm thôi. Đơn này 4 triệu đồng nhá. 4 triệu đồng cho các vị Hoàng Láng này nhá. 4 triệu đồng nhá. Tiếp theo là xanh Huế Sần này, thân tơ tít luôn nhá, một thân một măng này. Tơ tít một thân một măng này. Đó, tơ tít luôn không lỗi lầm gì nhá. Không lỗi lầm gì đấy. Đơn xanh Huế Sần rất nhẹ, mình nhìn còn không biết là sần hay láng luôn. Đơn này em chia sẻ với giá là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cho xanh Huế Sần nhá. À, tiếp theo là cái thái số 4. Thái số 4 là một trong mặt bông cực kỳ đẹp luôn. Một phải nói là mặt bông của nó thì các bác bông to đẹp. Đây, thái số 4 nở tại vườn em vào chụp vào ban đêm nhá. Đây là chụp vào ban đêm đấy các bác. Đấy, bông thái số 4 rất đẳng cấp và đẹp luôn. Bông bay rất đẹp luôn. Đấy, thái số 4 rất sạch đẹp. Thái số 4 không nghĩa là đứng thứ 4 đâu, mà nó là xuất hiện thứ 4 từ 1 đến 5. Đấy, thân này là bán lá 5 cm 2. 5 cm 2, thái số 4 5 cm 2. Hai thân, hai thân một mầm này. Hai thân một mầm nhá. Đơn thái số 4 này em chia sẻ của chú anh chị với giá là 2 triệu đồng, rất rẻ đó này. Nó bán rẻ của chú anh chị và chơi thái số 4 này. Đó, có 2 triệu đồng cho hai thân một mầm. 2 triệu đồng, cực kỳ rẻ luôn. Là thái số 4. Sang tiếp theo là cái xanh Huế Láng. Xanh Huế Láng cái cặp này cũng là em bán với giá là 18 triệu luôn. Đấy, 18 triệu nhá. Đây là một thân tơ. Bán lá một thân tơ và một thân mẹ này. Là gần hai thân, bán lá của thân này thì nó rơi vào tầm hơn 2 cm thôi. Hơn 2 cm này, nó các bác thì các bác mua thân thân giả hôm nãy cũng nói thế. Thân tơ này nó đẻ ra sẽ khỏe này. Đẻ sẽ cực khỏe luôn. 18 triệu chậu này nhá, các bác có 2 chậu từng đồng giá là 18 triệu cả. Bác lấy chậu nào thì liên hệ với em. Đấy, và buổi chiều ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay em chia sẻ là chỉ những mặt hàng đấy. Các bác chốt kèm số tiền lên trả alo cho bọn em theo các số điện thoại là 0358169999. Số thứ hai là 0977966151 và số thứ ba là số 0947977186. Đấy, đầu tháng thì một lần nữa em chúc các bác và chú anh chị luôn luôn may mắn, mạnh khỏe nhá. Đấy. Các bác đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào chuông nhá. Em chào các bác ạ.